Dạ em sao mai mến chào toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Home Auto, xe đẹp dành cho thượng khách. Dạ trước khi vào video thì bên em có thu mua xe ô tô đã qua sử dụng, xe gia đình đi ít, bên em mua với giá rất là tốt cho quý anh chị nha. Quý anh chị có người thân bạn bè cần bán xe, mong là được giới thiệu qua bên em nha quý anh chị. Thì bên em có chi hoa hồng cho quý anh chị khi mà mình chốt xe thành công ha. Thì em sẽ vào video luôn nha quý anh chị. Đây là địa chỉ kinh doanh tại nhà em luôn, em sinh sống và làm việc tại đây. Thì trước mắt quý anh chị là chiếc Innova số tự động 2017 bản G, chạy 74.000 cây, xe gia đình một chủ như mới từ đầu, màu nâu đồng ánh kim, chạy tại Sài Gòn và bảo dưỡng rất là đều. Em đi chi tiết cho quý anh chị ha. Em đi vào chi tiết cho quý anh chị nè, xe màu nâu đồng ánh kim, tuy là biển số tỉnh nhưng mà xe này là của anh chủ người Hàn Quốc và chị vợ là ở tỉnh. Nhưng mà xe hoàn toàn chạy ở Sài Gòn và bảo dưỡng rất là đều ở Toyota ở Sài Gòn luôn nha quý anh chị. Nên là quý anh chị mình xem xe thực tế tại nhà em sẽ cung cấp những cái thông tin để cho quý anh chị an tâm mình sử dụng. Xe gia đình một chủ mua mới, chạy 74.000. Và quý anh chị, chiếc này Innova 2017 nhưng mà mẫu của 28. Vì mẫu này có VSC rồi nha quý anh chị, 28 trở đi thì mới có VSC, hoặc là cuối 27 thì cái đời 27 mà có VSC cân bằng điện tử rất là ít nha quý anh chị. Thì xe này đã có cân bằng điện tử rồi, 2017 ạ. Anh chị xem mà, màu nâu đồng ánh kim rất là đẹp. Hổm rày thì trời mưa nên em chưa có quay video cho quý anh chị xem á. Em thì quay tại nhà em. Đây là địa chỉ tại nhà em luôn, ở gần chợ Bà Điểm Hóc Môn, hoặc là gần bến xe An Sương, hoặc là gần cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc A á quý anh chị, cũng gần gần đó đó. À quý anh chị xem nè, quý anh chị xem vô lăng nè, chạy đúng 74.000 và bảo dưỡng rất là đều ở hãng Toyota nha quý anh chị. Như là em nhớ là bảo dưỡng đều ở Toyota Lý Hình Kiệt á, đây có VSC á quý anh chị. Đúng, quý anh chị xem, nhìn xem nè, củ số nè, củ số 74.000 á quý anh chị. Xe 74.000 nhưng mà còn rất là đẹp nha quý anh chị. Và đương nhiên thì bên em có bao kiểm tra, bao test hãng về những cái mặt như đâm đụng, ngập nước, thủy kích. Đó, quý anh chị xem ha. Em đi vào keo chỉ bốn cửa cốt và capo ha. Đây keo chỉ nguyên bản nguyên rim nha quý anh chị. Thì xe này khi mà sang tên ra thành phố Hồ Chí Minh á, thì đối với xe cũ thì mình sẽ không có tốn 20 triệu tiền biển số nha quý anh chị. Đối với xe cũ thì khi mà sang tên ra từ tất cả các biển biển luôn, biển tỉnh, thì sang tên ra biển thành phố Hồ Chí Minh đều không tốn 20 triệu tiền biển số nha quý anh chị. Thì xe này tổng sang tên nếu mà ở này Sài Gòn á, thì lăn bánh thêm tầm khoảng 9 triệu á quý anh chị, là bao gồm thuế phí các cái luôn. Thì bên em sẽ làm cho quý anh chị á, nếu mà quý anh chị muốn. Keo chỉ là nguyên bản nguyên rim nha quý anh chị. Thì xe này bên em đang kêu giá là 549 triệu, còn thương lượng khi xem xe trực tiếp nha quý anh chị. Bản G số tự động và mẫu đối với Innova 2017 và mẫu 2018. Có VSC cân bằng điện tử nha. Tại vì cái đời 2017 á thì thường là không có VSC đâu quý anh chị, rất là ít. Thì cuối 2017 mới có ạ. Thì quý anh chị nào tìm cái xe mà 2018 thì đây là một lựa chọn rất là hợp lý luôn cho quý anh chị ạ. Vỏ còn khá là dày nha quý anh chị. Cho quý anh chị xem. Xe này trước xe còn đẹp lắm quý anh chị, keo chỉ là nguyên bản nguyên rim hết nè. Keo chỉ là nguyên bản nguyên rim, quý anh chị xem ha.
Quý anh chị, trước khi mà mình qua nhà em coi xe á, thì mình xem kỹ video giùm em nha. Để mình xem kỹ video rồi sau đó mình qua nhà em thì mình xem xe thôi. Và mình chốt xe ha quý anh chị. Quý anh chị xem nè, cái ngách nè. Đẹp ghê chưa? Chất xe còn khá là đẹp. Vỏ còn khá là dày nè quý anh chị. Quý anh chị xem, em quên quay cái gầm cho quý anh chị. Này, vỏ sơ cua nè quý anh chị. Như vỏ sơ cua em nhớ là có lướt rồi. Này quý anh chị xem. Đừng quên là quý anh chị, bên em có trao đổi xe cũ, thu mua xe cũ nha quý anh chị. Xe này còn đăng kiểm tới tháng 11/2025 lắm. Đăng kiểm vào phí đường bộ đều tới 2025, còn khá là lâu nha quý anh chị. Nhưng mình đi rất là lâu. Xe này tầm khoảng tổng hết tầm khoảng 580 hơn tí là mình lăn bánh rồi. Em nhớ là hình như tầm khoảng 584 là lăn bánh đó quý anh chị. Quý anh chị thấy xe rất là đẹp luôn. Nội thất bên trong đẹp lắm. Trường có đèn led nào quý anh chị. Thấy cái xe không? Mình xem xe thực tế tại nhà Home Auto để mình thấy rõ được cái chất xe và em tư vấn cho quý anh chị nha. Xe này gia đình một chủ mua mới, có một chủ đi thôi nên chất xe còn khá là đẹp nè. Em vào máy xe ha. Quý anh chị nào có xe cần bán, muốn bán được giá alo em với nha. Em chuyên xe Toyota thì quý anh chị có xe cứ alo em. Em sẽ hỗ trợ mình mua với cái giá khá là tốt luôn ạ. Chị xem mà keo chỉ là nguyên bản nguyên rim nha. Em đi chi tiết về keo chỉ cửa nè, bốn cửa cốp và cabo cho quý anh chị nào ở xa thì mình xem kỹ video trước. Và đương nhiên thì bên em có bao tất cả các như đâm động ngập nước thủy kích km cho quý anh chị. Và xe này bảo dưỡng rất là đều nha quý anh chị. Thì mình xem xe thực tế, em sẽ cung cấp cho những cái hình ảnh để cho quý anh chị an tâm mình sử dụng ha. Chị xem máy móc nè, nguyên bản nguyên rin, máy móc là nguyên bản nguyên rin. Quý anh chị cứ dẫn bên người thứ ba, nếu mà mình chưa thấy an tâm thì mình có thể dẫn bên người thứ ba để qua bên em hỗ trợ xem xe cho quý anh chị nha. Home Auto, xe đẹp dành cho thượng khách. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã xem video ạ.